Bài hát thứ hai chị xin gửi đến quý vị, bài hát rất là dễ thương, nhạc phẩm Đan Áo Mùa Xuân. Trời xanh cao tiếng hát, chim chồi nhà nóng mừng.
và chị tôi ca cũng hay lắm. Và cứ nói bỏ, Phương ơi, chắc có lẽ chị ca một thời gian nó giải nghệ. Ca còn rất hay, qua rồi giải nghệ hoài. Ở đây giải nghệ cũng phải 65-70 chị. Thôi chị về chỗ, chút xíu em mời chị lại nhé.